Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức nha. Thì cái nội dung ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể cập nhật cái chứng nhận vaccine COVID-19 trên cái sổ sức khỏe điện tử. Thì các bạn biết là ở thành phố Hồ Chí Minh á, và một số cái tỉnh khác thì hiện nay đang bắt đầu áp dụng cái thẻ xanh và thẻ vàng để chúng ta có thể tham gia lại hoạt động ở ngoài xã hội ha. Tức là chúng ta có thể đi mua sắm, chúng ta đi tập gym, tập gì đó thì chúng ta phải có cái phần là chứng nhận vaccine. Tuy nhiên thì hiện nay cái app á, nó chưa có hoàn chỉnh, cho nên khi mà chúng ta kiểm tra trên cái app sức khỏe điện tử á, chúng ta chưa có thấy được cái phần chứng nhận mũi tiêm. Thế thì ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta phản ánh cái phần này, để bên cái bộ phận mà nhập liệu á, người ta xử lý cho chúng ta. Thì các bạn cũng lưu ý một vấn đề á, là hiện nay á là Bộ Y tế yêu cầu tất cả các nơi sẽ phải nhập liệu để đưa cái thông tin lên cái sổ sức khỏe điện tử á, trước ngày 20 tháng 9. Thì chúng ta phải kiên nhẫn ha, để bên bộ phận xử lý á, người ta xử lý dữ liệu và người ta cập nhật vào trong cái sổ sức khỏe điện tử. Thì ở đây mình cũng nói thêm ha, tại sao cái việc mà cập nhật cái thông tin á, mũi tiêm chúng ta lên cái app này á, nó bị thiếu. Thì nếu mà các bạn có theo dõi thông tin á, thì các bạn biết là trước ngày 20 tháng 7 á, thì cái hệ thống của chúng ta á, khi mà chúng ta đi tiêm chủng á, thì nó không có cập nhật lên cổng thông tin tiêm chủng 19 này. Thì phải sau cái thời gian đó thì bắt đầu triển khai. Cho nên những các bạn nào mà vừa tiêm ở giai đoạn gần đây á, thì các bạn thấy sau khi chúng ta tiêm á, thì khoảng nửa tiếng sau hoặc là ngày hôm sau thôi, thì nó đã có cái chứng nhận này rồi. Cho nên chúng ta phải để ý cái này. Bây giờ đặt trường hợp là các bạn đã tiêm rồi nhưng mà nó chưa cập nhật cái phần chứng nhận á, thì các bạn sẽ truy cập vào cái trang web này tiêm chủng covid19.gov.vn duyệt portal report. Thì cái này mình sẽ để cái link trong cái mô tả của video ha. Các bạn sẽ bấm vào, các bạn đi đến đây luôn. Sau đó thì các bạn sẽ để ý giùm mình nè, những cái mục nào mà có đánh dấu sao á là những cái mục bắt buộc thì các bạn phải điền chính xác nha. Họ tên nè, ngày sinh nè, thì các bạn phải nhập theo cái định dạng là ngày tháng năm. Ví dụ như chúng ta sinh ngày là 12 đi, tháng 6 năm 1980 chẳng hạn, thì các bạn phải nhập theo đúng định dạng như thế này là ngày tháng năm, và cái định dạng tháng thì nó có hai con số, ngày cũng vậy. Giới tính thì chúng ta chọn nam nữ gì đó, các bạn phải nhập đúng chính xác những cái phần này. Sau đó chúng ta sẽ điền số điện thoại. Thì cái phần số điện thoại này các bạn lưu ý á, là mỗi một cái người đi tiêm á, thì chúng ta sẽ dùng một số điện thoại. Thì hiện nay á, có rất nhiều bạn đang bị trục trặc ở chỗ này. Tức là trong nhà chúng ta đi tiêm chủng á, thì các bạn lại dùng chung một số điện thoại. Thế thì sau này khi mà cập nhật á, thì sẽ cập nhật sai. Vậy thì những cái người mà bị cái trường hợp như thế này thì phải làm như thế nào? Cách đơn giản nhất là các bạn phải liên hệ với cái nơi tiêm á, cái nơi mà chúng ta đi tiêm chủng á, yêu cầu họ thay đổi số điện thoại chúng ta và họ sẽ cập nhật lại cái phần này. Còn ví dụ như cái nơi mình đang sinh sống thì mình có thể liên hệ với ông tổ trưởng tổ dân phố á, để họ có thể giúp chúng ta xử lý cái phần này nha. Tiếp theo là cái phần chứng minh nhân dân, thì các bạn điền đúng theo cái chứng minh của mình thôi. Còn những cái mục này á, nó không có đánh dấu sao thì các bạn có thể không điền luôn cũng được, cái này không quan trọng nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ điền tỉnh thành phố nè. Giả sử như mình ở thành phố Hồ Chí Minh đi, thì mình sẽ kéo trục xuống ha, mình kiếm thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như thế này. Ví dụ như mình ở quận nhất thì mình chọn quận nhất, ở quận 12 thì chọn 12. Mình chọn quận nhất nè. Ví dụ như mình ở phường Bến Nghé thì mình chọn cái này. Các bạn nhớ điền họ tên vào những cái thông tin này, điền hết nha. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái phản ánh á, mà chúng ta đang bị là cái gì. Tiếp theo là cái nội dung phản ánh ha. Ở đây có ba cái nội dung để các bạn xem xét chúng ta bị cái trường hợp nào thì các bạn sẽ chọn đúng cái trường hợp đó. Ví dụ trường hợp 1 á, là tôi đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có chứng nhận tiêm thì các bạn chọn cái này. Còn cái này là tôi đã tiêm mũi 2 nhưng chưa có chứng nhận mũi tiêm 1. Thì lúc nãy mình nói đó, những người nào mà tiêm trước ngày 20 tháng 7 á, thì thông thường á, nó sẽ bị thiếu cái chứng nhận. Cho nên chúng ta sẽ chọn cái này.
Còn nếu mà các bạn đã tiêm cả hai mũi nhưng mà chưa có chứng nhận nào luôn, chúng ta sẽ chọn cái này. Các bạn lưu ý nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái thông tin mũi tiêm nè. Ví dụ như lần đầu mình tiêm là mũi Astra nè. Solo không có đánh dấu sao á thì các bạn có thể bỏ trống. Rồi ví dụ ngày tiêm đi. Ví dụ như mình tiêm là ngày 1 tháng 7 năm 2021 nè. Các bạn gõ vào địa điểm tiêm. Địa điểm tiêm thì có rất nhiều vấn đề để các bạn có thể xử lý ở chỗ này. Hiện nay báo Tuổi Trẻ nó mới đăng một cái bài là ngày 12 tháng 9 nè. Là ngày hôm qua. Mình đang quay video này là ngày 13 tháng 9. Thì họ nói là trong cái hệ thống mà điểm tiêm đó, hiện nay nó đang thiếu 5.000 điểm tiêm, chưa có bổ sung vào trong đây. Cho nên là rất nhiều bạn khi mà tìm trong đây nè, thì các bạn sẽ không thấy được cái điểm tiêm của mình. Các bạn hiểu không? Nó bị thiếu đó. Thế thì khi mà tiêm chủng đó, thì các bạn lưu ý là chúng ta nên nhìn cái con dấu ở trên cái phiếu tiêm á. Mình lấy ví dụ nha. Thì mình lấy cái ví dụ giấy xác nhận mũi tiêm của mình nè. Các bạn thấy ở đây đóng dấu là bệnh viện quận nhất. Nhưng thật ra khi mình đi tiêm á, là mình tiêm ở một cái trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm á. Còn cái đóng dấu này là bên cái bộ phận mà người ta chích. Cho nên khi mà khai á, thì các bạn nhìn vô con dấu này nha. Thì chúng ta khai cho đúng. Thế thì ở đây các bạn thấy nó ghi là bệnh viện quận nhất. Bây giờ mình quay trở lại cái trang này ha, để mình chọn địa điểm tiêm. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể kéo chuột ở trong đây để chúng ta tìm. Tuy nhiên thì các bạn thấy á, ở trong đây nè, thì đa phần á, là địa điểm tiêm ở ngoài Hà Nội. Cho nên nếu mà các bạn đang ở tỉnh trong miền Nam hoặc là thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn sẽ tìm không ra. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà chúng ta không tìm ra được cái địa điểm tiêm của mình á, thì các bạn có thể quay trở lại. Các bạn sẽ chọn cái mục đầu tiên của mình là mục khác. Tức là chúng ta không có tìm thấy được cái địa điểm của mình. Hoàn toàn tương tự đối với mũi tiêm thứ hai. Ví dụ như mũi đầu mình chọn Astra, mũi hai mình cũng tiêm Astra, thì mình chọn cái này. Solo mình không biết thì mình để trống. Ví dụ như ngày tiêm thì mình tiêm là ngày, ví dụ như là ngày 10 đi, tháng 9 ha, 2021. Địa điểm tiêm thì các bạn cũng làm y chang như bên trên. Nếu mà có trong danh sách này á, thì các bạn chọn. Còn nếu không có thì các bạn sẽ bấm vào cái mục khác trong này. Các bạn hình dung được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ up cái file chứng nhận tiêm chủng lên. Thì cái file chứng nhận tiêm chủng này các bạn chụp cho nó đẹp. Nó ngay ngắn ha. Thì chúng ta sẽ up lên. Ở đây thì nó cho chúng ta up tối đa là 4 file. Tuy nhiên thông thường khi mà chúng ta tiêm hai mũi á, thì nó nằm trên một file. Ngoài ra trong một số trường hợp thì các bạn có thể là có hai tờ. Ví dụ như khi mà các bạn tiêm lần 1 thì chúng ta có một tờ. Nhưng sau đó các bạn bị thất lạc thì khi mà chúng ta ra tiêm mũi 2 đó, theo cái danh sách địa phương cung cấp thì chúng ta lại có thêm một tờ nữa chẳng hạn. Thì lúc này các bạn có thể up một lần hai file. Ở đây thì của mình là một file thì mình sẽ chọn vô đây nha. Hai file các bạn cũng làm như vậy thôi. Các bạn sẽ chọn cái file xác nhận tiêm ha, tức là cái hình mà các bạn đã chụp đó. Thì ở đây mình sẽ có một cái file để mình up lên nè. Sau đó các bạn bấm vào nút open. Thì lúc này nó sẽ đính kèm lên đây ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhập cái mã xác nhận. Ở đây nó hiện ra cái chuỗi nào đó, thì các bạn sẽ nhập đi trang bên đây. Trong trường hợp mà các bạn nhìn không rõ cái này á, thì các bạn có thể bấm vào cái nút reload ở đây để chúng ta tải ra một cái mã mới. Thì lúc này chúng ta sẽ nhập cái mã xác nhận này vào cái khung bên đây. Ví dụ ở đây là 9543. Sau khi các bạn nhập xong thì các bạn có thể bấm vào cái nút phản hồi. Và lúc này thì các bạn sẽ nhận được một cái mã OTP qua cái số điện thoại của mình. Sau đó thì nó sẽ hiện ra một cái ô nhập mã OTP ha. Và các bạn nhập vào thì chúng ta đã gửi được thông tin lên trên cái cổng tiêm chủng COVID-19. Thế thì sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ kiên nhẫn nha. Thì chúng ta đợi trên cái bộ phận xử lý dữ liệu á, họ cập nhật. Thì các bạn biết là cái cổng này nó tiếp nhận thông tin á, cả nước lận. Cho nên cái việc mà người ta gửi thông tin lên rất là nhiều. Và như lúc đầu mình nói đó là Bộ Y tế người ta đã yêu cầu dữ liệu này phải đưa lên trước ngày 20 tháng 9. Cho nên là các bạn cứ an tâm nha, cái phần này nó sẽ được cập nhật thôi. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha, để có thể xem được những cái video mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
hai mình hai.